Thưa quý vị, than tổ ong hay than gỗ là những chất đốt truyền thống được nhiều người sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, ngoài những tác động tiêu cực rất lớn về môi trường, thời gian qua thì hàng loạt những vụ ngộ độc khí than nghiêm trọng dẫn đến chết người trong lúc đun nấu khiến cho rất nhiều người lo lắng. Vâng, và hầu như thì năm nào cũng xảy ra những vụ ngộ độc khí than, nhưng người dân vẫn cứ chủ quan. Và chỉ mới cách đây có 3 ngày, một gia đình sau khi đốt than sưởi ấm cũng đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Không may một người đã tử vong nhanh chóng. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo về thói quen cần bỏ này của nhiều gia đình. Đây là 3 trong 4 người trong một gia đình bị chẩn đoán là do ngộ độc khí than vừa nhập viện ngày 25 tháng 11 mới đây. Trước đó, một bệnh nhân đã tử vong. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, lơ mơ, gọi hỏi, kém đáp ứng, rối loạn ý thức. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều có chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Theo người thân các nạn nhân, do chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới sinh, trời lạnh nên gia đình đốt than trong nhà để sưởi ấm và dẫn đến việc ngạt khí CO. Trước đó, nam bệnh nhân 45 tuổi này cùng vợ con cũng đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch tím tái toàn thân do sưởi than cùng gia đình và bị ngạt khí CO2. Ngộ độc khí than từ lâu đã không còn là chuyện hiếm ở nước ta mà xảy ra ở rất nhiều vùng miền trên cả nước. Đặc biệt vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán, nhu cầu đốt than nấu nướng sưởi ấm hay thói quen xông hơi cho phụ nữ sau sinh và việc sử dụng bếp than củi, than tổ ong để đun nấu, nhưng do sử dụng bất cẩn, không đúng cách nên cũng thường xuyên gây ra các vụ ngộ độc thương tâm. Có thằng con ngủ được phong là cậu bảo là mở cửa không được đóng cửa. Thì tôi nói phải chắc là cậu không mở cửa. Nhưng sáng tôi ra về là 10 giờ, tôi ra về thì sáng mai là khoảng 7 giờ là tôi lại. Thì chỗ cửa ngoài là mở cho cửa trong là đóng hết. Nó bắt đầu là thằng con của tôi mới chắc cửa ra là chỗ cậu nằm trống ạ. Có về mới nằm trống ạ. Mà kiểu cũng mới ở thì là ngay ngoài là cậu tôi chạy về là bảo nghe anh em nói là chắc để xin bánh đọc cửa ra. Cái bông cầu ra là họ cấp cứu rồi, bắt đầu họ ra đường xã. Đường xã lắm là họ coi xe cấp cứu là đưa vô viện. Bệnh nhân tinh này thì tình trạng của rất nặng, là vào hôm 16, rối loạn nhịp thở, rồi tụt huyết áp. Người ta phải tiến hành những biện pháp hồi sức tích cực cho bệnh nhân, như thở máy, rồi là truyền vận mạch để nâng huyết áp lên. Thì hiện tại sau một ngày đôi khi thì bệnh nhân ý thức là cải thiện hơn một tí, với điểm cơ lập cấu 10 điểm mà đồng đi ổn định. Và thông thường khi đốt than sẽ đốt cháy oxy sinh ra khí CO. Tuy nhiên khí CO có đặc điểm là không màu, không mùi, không vị nên rất khó nhận biết. Người ở trong phòng kính có khi đốt than sẽ rơi vào trạng thái thiếu oxy lên não, gây hôn mê, bất tỉnh. Đến một mức nào đó sẽ tử vong vì cơ thể không được cung cấp oxy. Mặt khác thì theo như các chuyên gia y tế, 40% nạn nhân ngộ độc khí CO nếu được cứu chữa kịp thời thì sau khi hồi phục vẫn phải chịu những di chứng về thần kinh, tâm thần như thay đổi tính cách, giảm trí nhớ, giảm tập trung, liệt nửa người, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, cử động chậm, tay chân cứng và run, cơ mặt bị liệt. Những tổn thương do ngộ độc khí CO như thế này thì có thể di chứng, nó để di chứng thần kinh để lại. Hàng năm khoa chúng tôi vẫn tiếp xúc được nhiều bệnh nhân về mùa lạnh là hay dùng than, đặc biệt là than đá, than tổ ong dùng để sưởi, và đặc biệt là các gia đình này có đóng kín cửa nữa, gây những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi cảnh báo nhân dân không nên dùng bếp để sưởi ấm và dùng các cái than đá để sưởi ấm về mùa lạnh. Khi bị ngộ độc nặng, thấy đau ngực, hồi hộp, mất định hướng, co giật, hôn mê, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, thiếu máu cơ tim, bỏng da, tiểu tiện, đại tiện không tự chủ, bệnh nhân có thể bị ngất, tím ở môi và các đầu ngón tay, ngón chân. Không chỉ tàn phá sức khỏe người sử dụng than trong đun nấu còn là một trong các tác nhân lớn gây ô nhiễm môi trường hiện nay. Theo số liệu công bố mới đây, mỗi ngày người dân trên cả nước sử dụng hàng chục nghìn tấn than tổ ong và than cây gỗ trong đun nấu, phát thải hàng triệu tấn CO2 vào bầu không khí. Tại vì nhà chị là cũng như là chật chội này, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chị đun cái này là nó kiểu như là dễ, em hiểu không, lúc nào cũng có nước nóng ở trong bếp, cần gì là mình có luôn. Thì phải cố gắng là khuyến khích, động viên tất cả những cư dân là cố gắng chuyển sang sử dụng bằng nguyên liệu khác để đảm bảo làm chất đốt, ví dụ như là có thể chuyển thành các cái bếp gas.
Các bác sĩ cho biết, mặc dù các phương tiện truyền thông đã liên tục cảnh báo, nhưng số lượng người dân ngộ độc khí CO, đặc biệt là trong mùa cuối năm liên tục gia tăng, gây ra những hậu quả đau lòng. Chính vì vậy, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, người dân cần phải dùng than đúng cách, tuyệt đối không đốt than củi trong nhà, trong lều, không cho động cơ xe máy ô tô nổ máy trong phòng, kể cả khi mở cửa. Khi phát hiện nạn nhân có các biểu hiện nêu trên mà trong phòng có bếp than, động cơ xe đang hoạt động thì cần nghĩ ngay đến ngộ độc khí CO và nhanh chóng đưa đi cấp cứu để cứu chữa kịp thời. Thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi là hình ảnh của một trong những tuyến đường huyết mạch thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thế nhưng hiện trạng tại đây, mặt đường thì đang bị băm nát bởi các loại xe siêu trường siêu trọng phục vụ cho dự án tu sửa hệ thống cấp thoát nước. Chưa kể, đơn vị thi công thường xuyên cắt xẻ đào bới mặt đường khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Và nhiều người dân địa phương đã phản ánh nỗi bức xúc này qua đường dây nóng của chương trình. Và phóng viên của chúng tôi đã có mặt ngay tại thực địa để ghi nhận những hình ảnh ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đường vừa làm xong liền bị cắt xẻ, đào bới tung tóe, sau đó được lấp nham nhở. Mặt đường trải nhựa bằng phẳng bỗng biến thành đường gồ ghề sụt lún, là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tân An. Tôi là người dân nói chung là ở thành phố Tân An, nói riêng ở phường 2 thì đi có những cái tuyến đường mà đơn vị thi công xong rồi không khắc phục, để ngổn ngang bừa bãi, làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Nhiều người dân bức xúc cho biết đường đang đẹp thì lại chặn cắt ngang xẻ dọc, đào bới tung cả lên, sau đó lấp lại chắp vá, mặt đường chỗ thì nhô lên, chỗ thì sụp xuống, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông và mất mỹ quan đô thị. Nhất là các tuyến đường như quốc lộ 62, Võ Văn Tần, Trương Định. Tại các vị trí đào, mặt đường xuất hiện tình trạng mấp mô, lồi lõm, sụp lún so với mặt đường cũ. Nhiều lần Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An đã có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, đặc biệt là công tác hoàn trả mặt bằng sau khi thi công. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn không được đơn vị liên quan khắc phục, khiến người dân rất bức xúc. Hy vọng rằng sau phản ánh của chương trình, các cơ quan có liên quan sẽ sớm khắc phục tình trạng trên để thành phố Tân An sớm hoàn thành các tiêu chí lên đô thị loại 2 vào cuối năm 2019 và hơn hết là đảm bảo an toàn giao thông cho bà con địa phương khi lưu thông qua những cung đường này. Đang nhậu, mượn xe máy của bạn để đi mua mồi. Do có sẵn máu cờ bạc ở trong người nên một thanh niên ở An Giang đã đem xe máy của bạn đi cầm đồ lấy tiền đánh bạc. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên đối tượng này giở thủ đoạn. Cờ bạc là bác thằng Bần, quả là không sai thưa quý vị. Khi sự việc được nạn nhân trình báo cho cơ quan công an, thì vào sáng ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng mượn xe bạn đi cầm cố để đánh bạc để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó anh Dương Minh Nhật sinh năm 1981, cư trú tại địa phương cùng một số người bạn đến nhà trọ của Văn Văn Bùi thuộc nhóm Châu Quế, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc để nhậu. Trong khi nhậu, Bùi hỏi mượn xe mô tô biển kiểm soát 69L10993 của anh Nhật để đi mua thêm mồi. Do có máu cờ bạc sẵn trong người nên trên đường đi, Bùi đã đem xe đến tiệm cầm đồ cầm với giá 1.500.000 đồng, rồi đem toàn bộ số tiền nướng vào sòng bạc bên biên giới Campuchia. Khi không thấy Bùi đem xe về trả, anh Nhật đã đến cơ quan công an trình báo. Qua công tác điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã triệu tập Văn Văn Bùi lên cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, Bùi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận thêm trước đó, cùng với hành vi tương tự, Bùi đã chiếm đoạt một xe mô tô trị giá 6 triệu đồng rồi đem số tiền mang đi đánh bạc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Hẳn là quý vị vẫn còn nhớ vụ việc hơn 10 tấn bột ngọt hạt nêm nghi làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng được cơ quan chức năng phát hiện tại Đắk Lắk gây chấn động dư luận mà chúng tôi đã từng có lần chia sẻ thông tin. Sau khi gửi mẫu để giám định đến sáng hôm nay, ngày 28 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả khiến người tiêu dùng nào nghe cũng phải sốc và rùng mình khi tất cả hơn 10 tấn gia vị không rõ nguồn gốc này đều là hàng giả. Trước đó, tối ngày 11 tháng 10, đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra một kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vi, 34 tuổi, ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho của bà Vi có chất số lượng lớn hạt nêm cờ no và bột ngọt, bao gồm bột ngọt Aquan và bột ngọt Ajinomoto, với nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, bà Vi không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong thu giữ toàn bộ số hàng với tổng trọng lượng trên 10 tấn.
Sau khi làm việc với đại diện của những công ty có thương hiệu sản phẩm như đã thu giữ, thì họ đều cho rằng các bao bì sản phẩm đều giả thương hiệu của công ty. Để có cơ sở xử lý, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa các mẫu sản phẩm đến Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an phía Nam để giám định, thì kết quả cho thấy các sản phẩm thu tại nhà bà Vi đều là hàng giả. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng giả và phụ gia thực phẩm. Thưa quý vị, giải AFF Suzuki Cup 2018 đã chính thức diễn ra từ ngày 8 tháng 11 và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 12 với sự tham gia của 10 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và chỉ còn vài ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết AFF Cup gặp Philippines. Và mức quan tâm của người hâm mộ lúc này được đặt vào việc mua vé như thế nào? Vâng, đúng là như vậy, bởi vì hơn 20.000 vé xem trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup năm 2018 giữa Việt Nam và Philippines tại sân Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 12 tới đã được VFF chính thức mở bán vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 28 tháng 11. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút mở bán, người mua đã không truy cập được về hệ thống bán vé ở trên online này. VFF bán vé cho các cổ động viên qua trang web có tên miền vébongdaonline.vn, vébongdaonline.com.vn, ticketonline.vff.org.vn, vébongda.vff.org.vn. Vé trận Việt Nam và Philippines có 4 mức giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Lần mở bán vé online này, ban tổ chức phải đối mặt với những khả năng xấu như nghẽn mạng do quá tải, chết hệ thống, thậm chí là bị tấn công. VFF cho biết cũng đã dự đoán những kịch bản tình huống xấu có thể xảy ra, đưa ra những biện pháp giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa như dùng hệ thống song song, dự phòng. Trong thời gian hệ thống mở cửa tiếp nhận đăng ký, đội ngũ kỹ thuật sẽ trực 24/24 giờ. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 5 phút kể từ thời điểm mở bán, một số khách hàng truy cập được trang thì nhận được dòng thông báo. Tất cả vé của mệnh giá này đã được bán hết hoặc số lượng vé còn lại đang ở trạng thái chờ khách hàng khác thanh toán. Đa phần người dùng chỉ có thể vào đến bước đặt vé, sau đó không thể truy cập được nữa. Rất nhiều người hâm mộ không thể mua vé. Được biết, hệ thống đặt vé trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines sẽ mở từ 10 giờ ngày 28 tháng 11 đến 12 giờ ngày 29 tháng 11 hoặc cho đến khi hết vé. Tai nạn lao động, đó là nỗi ám ảnh không chỉ của những nạn nhân bị tai nạn mà những người thân của họ cũng đau đớn khôn cùng. Thì mới đây, tại công ty trách nhiệm hữu hạn ANT chuyên sản xuất thức ăn cho gia súc tại xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An lại xảy ra một vụ tai nạn lao động khác. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Huỳnh, ngụ tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Và tai nạn lao động thương tâm này xảy ra khi anh Huỳnh đang làm việc tại máy lu phun dầu, thì cánh tay phải của anh bị trục trộm của máy cuốn vào gây đa chấn thương dẫn đến tử vong. Đáng nói, cách đây 3 ngày, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tại khu công trình nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản trong khu công nghiệp Thịnh Phát tại Lương Bình, huyện Bến Lức, làm cho một người chết, 4 người bị thương, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một thông tin nóng từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vào khuya ngày hôm qua, đơn vị này đã bắt quả tang được một băng nhóm đi trên xe ô tô vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương để tiêu thụ. Cuộc truy bắt này đã diễn ra vô cùng ly kỳ khi một kiều nữ sinh năm 1990 trong nhóm này vừa bước xuống xe ô tô để giao hàng thì ngay lập tức lực lượng chức năng đã ra tay tóm gọn kịp thời. Mời quý vị cùng theo dõi dưới hình ảnh sau đây. Diễn biến sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển số 66A04597 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây có biểu hiện nghi vấn. Khi xe vừa qua cầu Rượu thuộc địa bàn ấp mới xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì lái xe cho xe vào lề đường. Lúc này đối tượng Phạm Thị Mỹ Hằng xuống xe đi đến phía trước một khách sạn để trao đổi cùng nhóm thanh niên đang chờ trước đó. Công an huyện Châu Thành phối hợp công an xã Long Định tiến hành kiểm tra nhóm đối tượng trên. Qua kiểm tra trên người Bùi Tấn Tài, cơ quan chức năng thu giữ 4 bao ni lông màu trắng nghi chứa ma túy đá và 2 viên thuốc nén nghi thuốc lắc. Qua kiểm tra nhanh trên xe ô tô, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm một bao ni lông màu trắng nghi có chứa ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.